tôi xin thông báo như thế này. Buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục diễn ra 3 trận đấu bóng chuyền, cũng như là giải còn sớm là diễn ra vòng 2 và đấu bán kết chung kết. Vậy để đảm bảo thời gian thi đấu, chúng tôi một lần nữa xin kính mời các vận động viên tham gia môn cờ tướng đa luật và vòng 2. Trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh, lung linh màu áo. Câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ơi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa từ vang mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Thank you.
hiện nay đang chiều đường số 3 của vùng loại thì xin ý kiến của đội bóng thôn An Thái. Rồi, đội An Thái đang nhất trí như vậy là đã thống nhất cho.